em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Để trước màn hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường 23 tháng 10 giao với con đường Lương Định Của. Dạ. Bây giờ em mời cô chú anh chị bạn rẽ qua con đường Lương Định Của nha. Ở đây từ ngoài đường 23 tháng 10 em vừa mới rẽ vào con đường Lương Định Của này vậy. Con đường Lương Định Của này khi xưa là hương lộ 45. Dạ. Được. Khu vực này là gần phường Ngọc Hiệp và gần chợ Ngọc Hiệp của thành phố Nha Trang ngày nay. Thì trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh của con đường Lương Định Của, cũng như em sẽ đi qua con đường Xuân Lạc của xã Vĩnh Ngọc. Dạ. Dạ, đây là những hình ảnh của chợ Ngọc Hiệp nữa rồi. Thì chợ giờ này đóng cửa rồi, chợ chỉ hoạt động buổi sáng thôi. Video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 26 tháng 3 năm 2022. Bây giờ này cũng tầm khoảng 4 giờ chiều quý vị. Và ngay vị trí này là cầu Bà Vệ nè. Khu vực này khi xưa gọi là Vĩnh Điềm Hạ quý vị. Nha Trang khi xưa là có khu làng Vĩnh Điềm, bao gồm Vĩnh Điềm Hạ, Vĩnh Điềm Trung và Vĩnh Điềm Thường. Thì con đường Lương Định Của này khi xưa là hương lộ 45 và khu vực phường Ngọc Hiệp này khi xưa gọi là Vĩnh Điềm Hà, thì ngày nay là nó lên phường rồi, nó thuộc phường của thành phố Nha Trang. Còn Vĩnh Điềm Trung và Vĩnh Điềm Thượng thì vẫn còn địa phận của xã Vĩnh Hiệp, hướng đi lên của con đường 23 tháng 10. Vĩnh Điềm Trung thì nay cũng thành khu đô thị rồi, rất là đẹp. Phường Ngọc Hiệp thì gần khu vực chợ cho nên là cũng buôn bán kinh doanh rất là sôi nổi, nhộn nhịp. Các quán cà phê, ăn uống, đặc biệt là vào buổi chiều và buổi tối thì cái đoạn mà gần chợ Ngọc Hiệp ấy, là ăn vặt nhiều lắm, bún, phở, rồi bánh căn, bánh xèo, rồi các món ốc. Tay phải thì cô chú anh chị bạn có thể đi xuống khu vực của con đường hương lộ Ngọc Hiệp, đi xuống làng Lư Cấm khi xưa. Ngay chỗ này có cái đường ray xe lửa bắc ngang qua này, chạy qua bên con sông Cái, qua cái cầu sắt. Đoạn này của Lương Định Của thì bên tay trái quý vị các bạn là có một cái núi, đi qua đây là sát bên chân núi luôn. Buổi chiều là nó đổ bóng mát xuống con đường này, đoạn này rất là mát luôn, sát bên vách núi luôn vậy. Và đoạn này của con đường Lương Định Của cũng có một cái chợ, người ta hay gọi là chợ chiều nè. Đoạn này vào buổi chiều là
nhóm chợ buôn bán rồi khá là nhộn nhịp á, có thịt bò, thịt heo, rau củ quả bán dọc trên đoạn này của đường Lương Đình Của vậy, gần ngay vị trí 261 của Lương Đình Của nè, khu vực này gọi là chợ chiều á. Kính thưa quý vị các bạn, thì con đường Lương Đình Của này nó rất là dài, nó kéo từ vì đầu đường của đường 3 tháng 10 rồi đi lên tới ngay chỗ chân cầu Ông Bộ luôn á, này của xã Vĩnh Trung luôn á. Thì con đường này nó sẽ đi qua phường Ngọc Hiệp nè, rồi phường rồi qua xã Vĩnh Ngọc, qua xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, rồi lên tới Vĩnh Trung luôn, rất là dài. Qua đoạn này thì của đường Linh Của là nó thuộc xã Vĩnh Ngọc rồi quý vị. Đoạn này thì khoảng số 328 của Linh Đình Của. Nó dọc trên con đường này là buôn bán kinh doanh rồi các quán cà phê này rất là nhộn nhịp. Và ngay vị trí này quý vị mà rẽ bên tay phải thì sẽ đi qua một cái cầu bắc qua con sông Cái, gọi là cái cầu gỗ Phước Kiển quý vị, cái cầu do người dân tự lập ra và tự làm, nó rất là tiện lợi để nó kết nối qua bên đó là Hồ Nghê, qua thôn Xuân Ngọc của xã Vĩnh Ngọc. Con đường này cũng rất là quan trọng, người dân ở các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh cũng như là Vĩnh Ngọc và muốn đi về trung tâm thành phố là thường là đi trên con đường này, cho nên là xe đồ lưu thông cũng khá là nhiều, bởi vì vậy cho nên người dân buôn bán kinh doanh cũng rất là tiện lợi. Còn này là hẻm 475 con đường Lương Đình Của. Thời tiết Nha Trang mấy ngày nay cũng khá là nắng nóng rồi. Trời đã bắt đầu vào mùa hè rồi, nắng nóng rồi. Cơm mì Quảng, bún Huế, bún chay. Và chứng hình của quý vị các bạn ngay vị trí này là ngã ba của con đường Xuân Lạc và con đường Lương Đình Của nè. Bây giờ em mời cô chú chị bạn rẽ qua bên tay phải đi vào con đường Xuân Lạc nha. Thì đoạn Lương Đình Của hồi nãy đi thẳng nữa thì quý vị các bạn sẽ đi một đoạn nữa thì tới chợ Vĩnh Ngọc, tới trung tâm của xã Vĩnh Ngọc. Và chứng hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Xuân Lạc thuộc xã Vĩnh Ngọc ngày nay. Đoạn này khoảng số 21 của đường Xuân Lạc rồi. Số 27, 29. Số này nó đang tăng dần. Ngoài đầu đường kia là số nhỏ nhất quý vị. Bên tay phải em là số chẵn 22, 24, 26. Bên tay trái là 39, 37, 43 rồi.
con đường Xuân Lạc này nó cũng khá là dài và cũng ngoằn ngoèo, có nhiều cái khúc cua, đường thì cũng rộng rãi, hai làn bê tông quý vị, và cũng có hệ thống thoát nước. Thì con đường Xuân Lạc này nó có một đoạn là dọc chạy dọc cái con sông Cái rất là đẹp. Nhà dân cư ở trên con đường này cũng san sát với nhau hết, ở chật kín hết, rất là đông đúc giờ. Và nhà nào cũng có sân rộng rãi, thoáng. Ở khu vực này rất là yên tĩnh luôn quý vị, yên tĩnh và rất là thoáng mát, gần con sông Cái. Ở đây có các cái nhà hàng, vườn ao xanh rồi nè. Nó ra tới đoạn này là chạy dọc song song với con sông Cái rồi. Cho thuê nhà nguyên căn. Đó, trước màn hình của cô chú anh chị bạn đó là con sông Cái nè. Thì qua bên kia là các cái đảo bên đó. Thì cũng có các cái địa điểm ăn uống du lịch ở mấy bên đảo rồi. Đảo Sấu Gà đồ bên đó. Dạ. Họ sẽ có những chiếc cano để mà đưa khách qua bên đảo để mà ăn uống thoáng mát. Nó giống như là một cái địa điểm ăn uống sinh thái bên đó. Ở đoạn chỗ này là cái khu, cái đoạn chỗ này là cái nơi mà họ để xe đồ này quý vị. Rất là mát luôn. Chỗ này là có các địa điểm như là đảo gà Đức Ông Tây nè, phục vụ các món nhậu bình dân, đặc biệt gà thả vườn, rồi đảo gà Sáu Lộc. Đó, người ta họ có những cái chiếc cano, có một lượng khách họ vừa mới qua đảo ăn chơi xong bây giờ họ về nữa vậy, họ sẽ đi cano qua mấy bên kia của đảo và bên đó thoáng mát. Còn bên này là cái bãi giữ xe ở bên đất liền để xe ở bên này, rồi họ sẽ dùng cano họ đưa mình qua bên kia của qua bên đảo. Hôm nay có mấy chiếc cano máy chạy đã. Wow. Wow. Quá giàu. Này chắc cho thuê để mà vui chơi nè. Có cả xe ô tô nữa vậy, xe máy, xe ô tô nữa. Con đường Xuân Lạc này chạy dọc, đoạn này chạy dọc sông Cái rất là mát luôn. Những ngôi nhà mà ở gần đây thoáng, mát và yên tĩnh. Trong vườn thì rất là rộng.
chỗ này cũng có xưởng cơ khí nữa. Ngay chỗ này là trung tâm văn hóa thể thao của xã Vĩnh Ngọc thuộc thôn Xuân Lạc. Đi sau đoạn này của đường Xuân Lạc thì nhà dân cũng ở rất là nhiều. Bên cạnh đó những bãi đất trống thì họ trồng bắp này, trồng rau, trồng hoa màu, lai ghim. Đoạn này là 92 Xuân Lạc rồi. Nó đi vô đây yên tĩnh, cảnh thôn quê thanh bình luôn quý vị. Quá thanh bình luôn. Dân cư cũng san sát với nhau hết, ở cũng rất là đông đúc và nhộn nhịp, cũng có buôn bán kinh doanh rồi nữa, nhà nào cũng có sân rộng, có một số nhà thì xây mới rồi. Qua đây là số 100 mấy luôn rồi, 124 Xuân Lạc, cũng có rất là nhiều những cái hẻm cách ngang con đường Xuân Lạc này. Ở đây người dân phơi lúa ngoài đường luôn nè. Ở thôn quê thì thường hay phơi lúa ngoài đường. Nay tới mùa gặt nữa rồi. Đoạn này thì đường bê tông, hai làn bê tông. Đó. Lúa phơi xong rồi được đóng vô bao chất. Chỉ này là số 200 mấy của đường Xuân Lạc này. 300. Wow, chỗ này người ta trồng rau nhiều ghê luôn. Đây con đường này tới đây là hết rồi này. Đường Xuân Lạc ra tới đây là hết rồi, đường cục rồi. Hồi nãy thì nó có một con đường rẽ cắt ngang con đường này, ngay ngã ba. Thì có cái hướng sẽ đi qua bên con đường cầu bè. Bây giờ em đi quằn lại thôi, hết đường rồi. Này người dân trồng lá ghim này, trồng rau này. Nguyên một vườn rau luôn nè ha. Rau má, này là rau má luôn. Còn kia là cải. Rồi ở trước mấy cái nhà trước này nhìn đẹp quá, dễ thương quá. Trước nhà là vườn rau. Rất là đẹp luôn. Đó, trồng rau mồng tơi, rau cải với rau má. Dạo trên con đường này cũng rất là mát đó này. Gió ở ngoài sông cái nó thổi vào. Có trồng bắp, anh thấy bắp lên trổ bông rồi nè, ra trái rồi nè. Rồi nhìn mấy vườn bắp thích quá, rất là tốt luôn.
ở quê có đất rộng, đất vườn, trồng rau, trồng cây rồi thoải mái. Ngay chỗ này nó có một cái ngã ba nè mày. Ngã ba này thì có thể đi qua bên con đường Cò Bè. Đường này là đường Liên Hoa. Có thể thấy được con sông cái rồi. Đây. Ở đây là những hình ảnh của con sông cái. Đó, ra đây thì quý vị có thể chạy thẳng đây là sẽ ra giao với con đường đi con đường Cầu Bè, ra giao lại đường Hương Lộ 45, đường Lương Đình Của. Ở ngay chỗ này có mấy cái xà lan đang làm thi công cái đoạn bờ kè này quý vị. Đoạn bờ kè này đang thi công. Xà lan đang chở những cái chiếc xe cẩu. Chạy dọc trên đoạn sông cái. Đường Liên Hoa thì ra sẽ giao lại với đường Cầu Bè. Đường Liên Hoa này quý vị chạy ngược lại thì cũng có thể có đường dẫn ra lại ngay vị trí của chợ Vĩnh Ngọc. Đó, dọc đây là bờ kè của sông cái đang thi công nữa vậy. Đang đổ đất rồi làm. Cái bờ kè này hoàn thiện chắc có thể con đường Xuân Lạc hồi nãy có thể thông được. Wow. Con đường này chạy dọc sông cái mát quá. Đoạn này mà bờ kè mà làm xong rồi thôi với con đường này rất là đẹp luôn. Nó như vậy là hồi nãy con đường Xuân Lạc là đường cục rồi. Nó chỉ có muốn đi ra được con sông cái này là chỉ có một đường giao với đường Liên Hoa thì ra đây. Vị trí này rẽ vô thì sẽ đi vào lại con đường Xuân Lạc hồi nãy. Đang thi công bờ kè. Chạy dọc con sông cái này thì có thể đi lên khu vực của cầu Vĩnh Phương. Đây là con đường Liên Hoa có rất nhiều những cái hẻm.
đây là 108 đường Liên Hoa. Vào con đường cầu bè đấy rồi. Ở ngay chỗ này là cái tổ đình Sắc Tứ Liên Hoa Tự, nằm ở vị trí 74 đường Liên Hoa. Đoạn này người dân mới phơi lúa rồi xong rồi đóng vô bao nè. Trên con đường Liên Hoa này quý vị có thể ra giao lại với đường Lưu Định Của, ra ngay vị trí của chợ Vĩnh Ngọc. Nãy giờ làm đi một vòng từ bên mé của đường Xuân Lạc, chạy vòng tròn, chạy dọc con sông Cái, rồi chạy vòng qua mé bên này của đường Liên Hoa. Con đường này nó cũng tựa giống đường Xuân Lạc đó. Nó cũng dài, cũng hai làn bê tông, nhà cũng ở kín hết rồi, rất là thoáng. Alo, họ đang ở chợ Vĩnh Ngọc chạy về. Rồi. Dân đang phơi lúa đây rồi, gần nhà văn hóa của thôn Xuân Lạc. Đứng hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Liên Hoa giao với đường Lương Đình Của này. Ở ngay vị trí này em rẽ qua hướng này là hướng đi trên con đường Lương Đình Của, hướng về lại trung tâm của thành phố Nha Trang này, ra lại giao với đường 3 tháng 10. Ở ngay góc này là con đường cầu Dước Phú Nông giao với Lương Đình Của. Ngay góc này là chợ Vĩnh Ngọc này các bạn. Đây, hôm nay là trước cổng chợ này. Giờ này chợ chỉ bán ở phía ngoài thôi, bên trong chợ thì không có hoạt động, vào buổi sáng đó. Buổi chiều bán trái cây nè, có đồ hải sản nữa. Trên con đường cầu Dưới Phú Nông có đoạn này rau củ quả, phía trước là rau củ quả nè, bán dọc trên con đường cầu Dưới Phú Nông gần chợ Vĩnh Ngọc. Chỗ kia có cá buổi chiều sáng. Trứng đủ loại. Bách hóa xanh nữa, bách hóa xanh hay thiệt, cứ chỗ nào gần chợ là có bách hóa xanh.
lưu thông trên con đường cầu dưới Phú Đông này thẳng hết thì quý vị các bạn sẽ ra ngay vị trí của đường 23 tháng 10 giao giữa đường cầu dưới Phú Đông 23 tháng 10 ngay góc gần chỗ chân cầu dưới luôn quý vị. Giao giữa con đường Gò Cái Sung rồi với con đường dưới Phú Nông. Đoạn này mà rẽ bên tay trái thì quý vị các bạn có thể đi vào khu vực của khu đô thị Vĩnh Điểm Trung. Dạ, mời cô chú chị bạn rẽ qua bên đây nè. Đường này gọi là đường Gò Găng, còn đường mới bên kia gọi là đường Gò Cây Sung. Đi đường Gò Cây Sung thì sẽ qua giao với đường Cầu Bè hướng đi lên xã Vĩnh Thạnh, còn em đi qua con đường Gò Găng này thì có thể đi qua khu đô thị của Vĩnh Điểm Trung ngày nay. Vị trí này là con đường A1 của khu đô thị Vĩnh Điểm Trung nữa vậy. Gần đây là các cái chung cư CT7, CT5, CT6. Con đường này bây giờ đặt tên mới rồi là Trần Hữu Diệp. Nó dọc trên con đường này buổi chiều và buổi tối có các cái quán ăn nhậu cũng đông đúc nhộn nhịp lắm. Mát quá. Ngay vị trí đây là chung cư CT7B nữa rồi. Thì lúc trước là con đường này gọi là đường A1, là con đường chính của khu đô thị Vĩnh Điểm Trung. Giờ đổi lại rồi. Đổi lại là cái tên chứ không còn là cái chữ cái nữa. Tên đường Trần Hữu Diệp. Nhưng mà hình như em thấy các cái con đường phụ thì nó vẫn để là chữ cái, ví dụ cái này B2 vẫn còn rồi. Là đường B2, chỉ có những con đường chính thì nó mới đổi tên thôi. Đó, chỗ đây thì lại là đường Đinh Văn Tuy. Đây là đường Hòn Cầm. Và lúc trước ngay vị trí này là con đường B2 như vậy. B2, đường A2 gì đó, giao với đường A1. Giờ đặt tên là đường Hòn Cầm rồi. Hầu như là không có thống nhất cho lắm. Có chỗ thì chưa có đặt, chưa có tên. Còn có chỗ thì đã đặt tên rồi. Giờ ra đây là giao lại với đường 23 tháng 10 nữa rồi. Trước màn hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của đường 23 tháng 10.
Về vị trí này mà rẽ bên tay phải thì quý vị sẽ đi lên khu vực của Diên Khánh. Dạ. Còn rẽ bên tay trái này thì sẽ hướng đi xuống lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Gần ngay vị trí này là cây cầu vượt. Cây cầu vượt Ngọc Hiệp và nút giao thông Ngọc Hội đang được thi công và xây dựng thế này. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hình như tàu lửa đang qua nên kẹt xe quá quý vị ạ. Bên đây thì các cái dầm đã làm xong rồi, chờ kết nối giữa hai cái nhánh nữa là xong. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Rồi, xin kính chào quý vị các bạn.